nhà mình nó ngập á bà con, ở Sài Gòn á, không biết ở đây là Sài Gòn hay là ở Tiền Giang nữa bà con, mẹ ngập nè, ngập đó, mưa là ngập vậy á. Đấy. Đấy, ngập vậy á. Ngập thấy mê không? Rồi hồi nữa là nè, có bí nè, bầu bí nè. Đó, ngoài đường nè. Đấy. Ôi, mở cửa nước nó tràn vô quá trời. Đóng cửa lại. Đóng cái cửa lại thì nó vô đó, mở cửa ra quay ở bên ngoài nó gặp như cái biển. Để cho thôi khoan đi ra ngoài qua nhà Bắc Thiết. Nó đóng cửa lại, đi đâu ạ? Đó như cái biển vậy nè. Ngoài đó là quốc lộ 22. Nước ngập á, ngập dữ lắm, ngập. Dài cho bà con xem cái cảnh ngập ở Sài Gòn nữa. Cái này giống như dòng sông đó, con gái mình nó nói cha giống như dòng sông vậy cha. Đó, nó ngập vào cái biển á. Để mình đi xung quanh nhà mình cho bà con xem cái ngập, đường nào cũng ngập á. À, nó ngập kiểu như cái cống thoát nước á, nó thoát à, nó thoát à, không kịp á. Ngập vô dòng sông nè, ngập vô dòng sông luôn bà con ơi. Này là bên sau nhà, ở sau nhà mình đây nè, ngập là thấy mê không, quá trời nước luôn. Này là thành phố Hồ Chứa Mưa nè, này là thành phố Hồ Chứa Mưa nha bà con. Bên nét thành phố Hồ Chứa Mưa, hồ chứa mưa rồi, xe đó đi hết đường luôn, hết chấp ra đi luôn rồi. Giờ mà quay một cái rồi, chơi. Ô thành phố Hồ Chứa Mưa, ồ nước này từ đó tới qua đầu gói luôn. Phố Hồ Chứa Mưa. Thành phố Hồ Chứa Mưa. Để mà mình đi làm video thành phố Hồ Chứa Mưa. Quá trời không? Thành phố Hồ Chứa Mưa. À bơi đi. Mưa. Rồi sắp đầy rồi, nhà mình sắp đầy nước rồi. Nó vô đầy là nó hết vô nữa à.
Đó. Thành phố hồ chứa mưa. Con bơi đây. Con bơi nha. Đừng nói chơi gì chứ bơi gì con. Ở gái mình vô tư không, nó nói bơi. Thành phố hồ chứa mưa. Ở khổ gì ngập. Này không biết là Tiền Giang hay là sông Bé nữa bà con. Chưa biết nè. Đó, cái dàn máy của mình ra trên bàn á. Dàn máy của mình làm video cho bà con á xem á. Ngập mênh mông à. Cái bình nước to lĩnh bệnh luôn. Không rồi. Ghét nè. Giờ đó, trời đang còn mưa lớn lắm cái gì. Thành phố hồ chứa mưa. Mình ở thành phố hồ chứa mưa bà con ơi. Này nước ngập như cái hồ chứa mưa. Mà mỗi lần ra mưa á, là ngập vậy nè nha quý vị. Mỗi lần mưa lớn á, tại nền nhà thấp á. Mỗi lần lớn là ngập vô vậy nè. Rồi cái mình hồi nó tạnh mưa đó, cái mình tát nước ra, tát cho nó cạn ra. Không biết là quay mờ mờ thì bà con có thấy không? Tại cái này không phải ban ngày thì rõ hơn một chút. Đó. Ngập hết. Rồi ngập vậy nè, hôm bữa là mình cũng ban đêm á. Cái mình nằm ngủ thì mình bỏ cái điện thoại sạc để điện thoại á, thấp á, như thấp á. Nó ngập cái trái cái điện thoại luôn, hư cái điện thoại. Rồi ba cái thiết bị điện á, thì không bao giờ tránh khỏi. Ngập vậy là không bao giờ mà nói mà không thiệt hại gì là không có. Nè như cái máy quạt này nè. Đó nước ngập lên đó là cũng hơn tắt nước là tủ lạnh nè. Tủ lạnh kê lên rồi á mà nó còn lĩnh bỉnh. Bí biết coi lĩnh bỉnh luôn à. Đó coi đó tạnh mưa cái mình tát ra pha. Thôi con đi thay đồ đi, ướt lạnh hồi bệnh bây giờ nè. Hồ chứa mưa bà con ơi, nhà mình là cái hồ chứa mưa mà hàng xóm bên kia cũng ngập nè. Tủ nè, bàn tủ nè, ngập hết, ngập hơn tắt nước hết. Đó, bí coi nè, lĩnh bỉnh nè. Gom lên nó đi. Rồi ấy được rồi. Để nó đi, để hồ nó đi tính coi. Cái bí nó khiêng không nổi. Chạy coi, chạy. Chạy nó chạy.
Ừ.